and this statue. Good morning, what's up? Hôm nay em đang ở Đài Trung, vừa khởi hành từ lúc 5 giờ sáng và bây giờ mới tới Đài Trung. Và bây giờ đang là 10 giờ 10 giờ 45 rồi. Đây là 10 giờ 51. 10 giờ 51 phút rồi. Ok. Và bây giờ em vừa mới tới Đài Trung thì đang đi vệ sinh bất nhiên. Và bây giờ đi ra đi ăn. Chúng ta là vào quán ăn. Và bây giờ vừa mới gọi đồ ăn và sắp tới đồ ăn rồi. Giờ gì? Ăn xong bây giờ đi ra. Đang trong thư viện nổi tiếng. Không biết là thế giới không nhưng mà em biết là nó nổi tiếng thôi. Xem sách. Nó được quan tâm. Man, how you been? What's up? 여기 한 잔만 줄래? 제일 늦게 마시는 사람 술래? 하하, 그 녀석은 마실 champagne. And if you know what I'm saying. Ok, bây giờ đang xếp hàng để đi mua kem. Ê ơi, mua cái ly kem mà xếp hàng. Trời, mình còn xa lắm. One hour later. 손목을 보는 시간은 금이야, 불금이야, you're there. 우린 젊기에 후회 따위 내일에. Yo, yeah, vừa mới ăn kem và bây giờ đi lại chăm tàu đi, chăm tàu lửa và đi về câu hùng. Yes, go. 손목을 보는 시간은 금이야, 불금이야, you're there. 우린 젊기에 후회 따위 내기래. 조금 위험해. Hey man, you better slow it down. 다시 돌아오지 않을 오늘을 위해 저 하늘을 향해 건배. Vào khách sạn và thôi đừng nhìn view nhìn mất hứng. Và đây là ba cái giường đơn và check out phòng tắm. Wow, look at that. Wow, bây giờ mình tắm xong mình đi về đi ăn. Ê, giờ mới vừa ăn xong và uống cà phê. Yo, good morning. What's go? Bây giờ hôm nay buổi sáng thì em đang ở gì không biết đảo gì hết. Và bây giờ chuẩn bị đi xe bus lên đến một cái đảo mà em không biết tên. Và let's go. Đang trên tàu. Chuẩn bị đi. Tóc đẹp. Sao mà cái bóng này sẽ gần gần mía, bồi gần mía, you're there. Yeah.
순간 나랑 같이 밖에 나갈래 시끌시끌 분위기는 환상 겁이 없는 멋쟁이들 꽈라 여기저기 너부러진 all plus one 마무리는 달콤하게 디김 너는 빼지 않지 같이 함께 천국까지 맨 정신은 반치 우린 참기에 후회 따위 내일에 조금 위험해 Hey man you better slow it down 다시 돌아오지 6 giờ đêm, 6 giờ tối. Bây giờ chúng mình đi ra chợ đêm và ăn you. We are here. Không biết em biết là đâu nhưng mà chỉ biết đến chợ đêm và ăn thôi. Wow, wow.